về rồi sao cứu các bạn, hết cứu rồi. Thì sống bánh gì vậy đó là sao cứu đây, nó lúc cao đó các bạn. Hàng này ngang 5 mét dài 17 18 mét gì đó, ngang 5 mét dài 18 mét. Xong quanh vậy rồi sao ai đâu mà đi xuống dưới được, thì xe cuốc đâu có ra hỗ trợ được. Bất lực rồi các bạn. Quánh vậy rồi sao xuống nổi. Nó liền lượn hết trơn rồi đâu có xuống quánh cái là không còn cái mảnh áo bà ba để mà bắt. Bây giờ nhà anh đang xả nhớt với cái da xịt các bạn. Quánh vậy đó rồi ai mà đi dưới cục dây nổi không. Thua rồi, mất lực rồi. Xả nhớt à? Rồi, cái này là xả nhớt nha. Bơm cái bơm đi luôn nha. Thay đồ lòng cho em đó, bỏ luôn cái bơm đem đi luôn. Nhớt nước đâu vô đâu, còn mới chát kìa. Đâu vô miếng nước nào đâu. Mấy đồ con thích mà. Nhớt trong vắt luôn ha. Vòng vòng chỉ có chiếc này là nhớt im thôi, mấy chiếc kia nhớt toàn là cái màu gì đúng không ạ? À? Màu trà sữa. Mà mở con đó có chừng bụng không nổi đó nha. Nữa đi, hạ nhiều luôn đi, ngang mặt luôn đi. Hạ xuống nữa. Ừ. Đây đây, máy đây, máy đây. Đó, nhấc máy nha, nhấc máy nha. Trời ơi, nhấc máy. Xài nhớt gì mà trắng tươi ta, nhớt này là nhớt này là của Đông Hải Long Dương. Đó, đó, đó. Tới đó. Đó, tới rồi, tới rồi. Nhớ này của Đông Hải Long Dương nước. Trời ơi, nhớt ít xịt kẹo rồi, trời ơi, trời ơi. Không nhớ ít xịt kẹo gì trời. Đẩy trường hao thùng lên tí nữa nhưng mà. Rồi nha các bạn ơi, giờ quyết định là bỏ cái xà lan nằm lại ở đó rồi đó. Chờ nào hết sóng mới ra cứu nha các bạn. Bây giờ sẽ cứu cần lôi cái cần vô các bạn ơi. Cái máy sẽ nằm lại lạnh lẽo ở dưới đó. Cái chiếc đó nó đã phục vụ cái đê kè này rất là lâu các bạn. Để có được cái đê kè này thì cái chiếc đó nó đã phục vụ hết mình nữa các bạn. Phục vụ đến một xét luôn như thế đó các bạn. Chứ các bạn đừng có thấy là một xét các bạn cười nha các bạn. Nó một xét như vậy là nó đã làm được những cái đê chắn sóng như thế này đó. Rồi vâng các bạn, sau khi bỏ lại chiếc chẹt nằm bơ vơ trên đó thì bây giờ thì mấy anh em đã dìu cái cặn sáng dây để mấy chiếc xe buýt bị chìm về trên chỗ vị trí của tụi mình ở nha. Đây tụi mình ở ngang sông đây thì sẽ đem về đây để tháo bơm này kia các thứ rất là nhiều các bạn. Chiếc xe này làm lại chắc cũng mấy chục á. Thì chiếc cặn dài này vô nó sẽ cạo cái chỗ này ha. Cào chỗ này để cái xe lên các bạn. Chiếc xe này thì nó lên cặp ti khối tư nữa các bạn. Lên cặp ti năng khối tư á cho nên là nó hơi chậm ha. Xe này được độ lên mà. Độ lên để làm nặng á.
vô. Lặn cho lùi lại nãy chút hả? Này xa lắm. Rồi chuẩn bị cậu đưa lên nha mẹ. Kéo chẹt lên cũng được luôn hả? Thích hay gì? Thích. Con này 55 tấn á. Chuẩn bị lên nha. Này là mẹ bồn con ha. Hôm qua thì câu con cá mập bỏ lên chẹt, rồi bữa nay là lấy con cá mập thả xuống đất lại. Đi đi coi. Kia mới sắc nhớt rồi xuống hết luôn đi, trả cái xà lan người ta. Đứng lên gì đó. Lên 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 lấy xe đá cần ra cho nó hạ xuống cái lấy xe đá cần ra cho ổng hạ xuống. Đã vậy đây. Vừa thôi ra quá nó kẹt con cáp á. Đã vậy đi. Không được, chảy ra nó kẹt con cáp. Ok, lên cọc nữa các bạn. Lên 7 cái cọc. Có 10 la mỡ rồi.
Bà phụ mới rút lịch nhanh giả mang luôn các bạn. Hút cho lên. Cáp bị cưa, cưa cáp rồi, cáp đó vừa hai con cáp đó hôm qua nay cẩu xe mà nó bị tưa con cáp luôn, lòng thòng ở trên. Rồi thôi các bạn ơi, chắc cũng không còn gì để quay nữa đâu, à cứ bơm mình cho các bạn xem. Ông ơi, bơm ra bạn. Đi vỏ lại. Đi đi, tôi tháo cho. Tài xế báo là cái bơm này nó bị đứng cho nên là rút cái bơm ra để kiểm tra luôn nha. Tài xế báo là do bơm này nó bị đứng cho nên là mới bị chìm, cho nên là quyết định là tháo bơm kiểm tra luôn. Cũng không còn gì đâu, thì chắc mình kết thúc video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Thái Dương TV chia sẻ nha. Rồi hẹn các bạn ở những video mới tiếp theo nha các bạn.